Thưa thầy, cho con hỏi việc rửa chén vào ban đêm sẽ khiến cho hàng ngàn ngạ quỷ đói tìm thức ăn phải không ạ? À, con nghe vị thầy giảng vấn đề này. À, xin thưa là cái này người ta đồn nha. À, chứ còn hàng ngạ quỷ á, thì sáng lẫn tối đều có, chứ không phải là tối mới có mà sáng nó không có. Bằng chứng là khi mà Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đi trên núi Kỳ Xà Quật, Ngài đi xuống, Ngài thấy ngạ quỷ, thì Ngài đâu có đi đi ban đêm đâu, Ngài không hề đi ban đêm. Rồi khi mà Đức Thế Tôn đi bên đường gặp con ngạ quỷ là cái gì, ngạ quỷ Mình Kim ấy, thì Su Chi Lô Má, thì Đức Thế Tôn cũng không có đi vào ban đêm. Rồi hay là nhóm 18 vị tỷ kheo gặp một cái con ngạ quỷ mà thân thì rất là to mà cổ như cây kim, nhóm 18 vị này á, mới vì lòng từ bi mà múc nước sông Hằng á, múc nước sông đổ vào miệng của con ngạ quỷ này cho nó uống, mà nó uống không được. Thì trường hợp đó cũng có kể lại trong kinh, và các vị này cũng không có đi vào ban đêm. À, nói như vậy để quý vị thấy là hàng ngạ quỷ á, nếu mà mình gặp mà có mình gặp được á, thì không phải ban đêm mới có mà ban ngày cũng có, cho nên không có chuyện là rửa chén ban đêm thì thu hút ngạ quỷ, quý vị rửa chén ban ngày có thu hút hay là không. Cho nên là cái chuyện này là quý vị không cần phải lo ha, bởi vì nếu có là quý vị có rửa ban ngày ban đêm nó cũng có, còn nếu không có thì quý vị có rửa ban ngày hay ban đêm nó cũng không có. Cho nên là mình không có lo lắng về cái chuyện này ha. Và sư nhắc luôn quý vị cái bài kệ pháp cú này, sư nhắc để cho quý vị thấy cái này là nó nghiêm trọng nè. Cái đáng sợ không sợ, cái không đáng sợ lại sợ, kẻ chấp mãn tà kiến không tránh khỏi ác thú. Khi mà cái mình cần sợ mình không sợ, mà cái không đáng sợ mình lại sợ, khi mình giữ những suy nghĩ như thế thì con đường của mình là con đường sa đọa. Nhớ như thế. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.